Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh mong muốn các nhạc sĩ chuyên và không chuyên đang sinh sống, làm việc ở trong ngoài tỉnh, các tác giả trẻ tuổi, sinh viên các trường âm nhạc, nghệ thuật, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Tác phẩm dự thi là những ca khúc mới sáng tác chưa được phổ biến hay tham gia tại các cuộc thi khác. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động cuộc thi đến trước ngày 31 tháng 7 năm 2024. Thời gian chấm giải và tổng kết cuộc thi dự kiến vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2024.